Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Mỹ chiếm tới 67,41% số kẻ giết người hàng loạt trong lịch sử thế giới, với hơn 2.700 sát thủ được ghi nhận. Nhưng phần lớn trong số đó chẳng thể so được với Javer Ibo, sát nhân hàng loạt của Pakistan, ở cả số lượng nạn nhân lẫn cách thức giết người tàn độc. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết lại về tên sát nhân hàng loạt gây chấn động này. Người ta biết rất ít về cuộc sống ban đầu của Javed Iqbal, kẻ giết người hàng loạt tàn bạo ở Pakistan. đa số cho rằng Iqbal sinh năm 1956, nhưng một số người khác lại nói vào năm 1961. Iqbal là đứa con trai thứ sáu trong gia đình có bảy người con. Cha của Iqbal là ông Mohammed Ali Mukan là một thương nhân giàu có. Năm 1978. Aiban ghi danh theo học trường Cao đẳng Hồi giáo và bắt đầu kinh doanh riêng sau khi liên thông lên đại học. Người cha giàu có của Aiban đã tặng gã một biệt thự nơi Aiban sở hữu và vận hành doanh nghiệp thép của mình. Ngoài điều này, rất ít thông tin về tuổi thiếu thời của Aiban. Cái tên sẽ trở thành một trong những kẻ giết người khủng khiếp nhất lịch sử thế giới thời hiện đại, điều khiến Träf Aiban nổi bật trong số những kẻ giết người hàng loạt khác không chỉ là việc hắn phạm tội ở Pakistan, một quốc gia hầu như không có ghi chép nào về sát nhân hàng loạt trước đó, mà còn có số lượng nạn nhân cũng rất lớn. Jaif Aipan đã giết tổng cộng 100 thiếu niên nam, không phải ít hơn hay nhiều hơn, mà chính xác là 100 nạn nhân. Aipan sau đó khoe khoang trong các phiên tòa xét xử, trong các cuộc phỏng vấn rằng, hắn có thể dễ dàng giết tới 500 đứa trẻ hoặc hơn, nhưng hắn thích dừng lại ở con số 100 tại sao lại là 100? Vì đó là những gì Aiban đã tự hứa với chính mình như vậy. Sau nạn nhân thứ 100, hắn hoàn toàn từ bỏ việc giết chóc. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ngoài việc chúng ta có thể nhận ra một sự thật rằng, Aiban không phải là kẻ tâm thần. Hắn thực hiện tội ác của mình với sự tính toán chính xác và hoàn toàn vô cảm. Những dấu hiệu cảnh báo về một tội phạm hàng loạt ở Aiban đã xuất hiện từ rất sớm. Chỉ là không ai để ý chúng mà thôi khi sự nghiệp kinh doanh của Ipan cất cánh. Gã chịu nhiều cáo buộc về các tội ác có liên quan đến tình dục như hãm hiếp hay lạm dụng. Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ bị ngồi giam 3 năm sau khi bị kết án hiếp dâm một nhân viên nữ của công ty. Jeff Ipan sau này kể rằng, hắn đã mơ về những vụ giết người trong một thời gian dài, từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thôi thúc về chuyện trở thành sát nhân hàng loạt chỉ thực sự mạnh mẽ sau khi hắn ra tù vì án hiếp dâm nêu trên với Aikban, 3 năm trong tù, hắn coi như đã chết. Hay đúng hơn một chút lương tri cuối cùng trong phần người của hắn đã chết. Ra tù, Aikban sẽ phải là một người hoàn toàn khác. Mẹ Aikban, người hắn gắn bó nhất trong đời, đã chết trong thời gian hắn bị giam giữ. Và cái chết của bà đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ và trở thành kẻ căm hận thế giới kế hoạch và mục tiêu giết chính xác 100 đứa trẻ của Akban khởi đi từ đó. Akban muốn được nhìn thấy 100 người mẹ phải chịu cảnh đau đớn trước cái chết của con mình, như mẹ gã. Bằng cách này, tôi có thể trả thù cái thế giới mà tôi căm ghét. Mẹ tôi đã phải khóc vì tôi. Tôi muốn 100 bà mẹ khác cũng phải khóc vì con của họ. Tên sát nhân máu lạnh cho hay. Những nạn nhân của Akban có các điểm chung rõ ràng. Tuổi từ 6 đến 16, giới tính nam. Akbar là một kẻ thông minh với chỉ số IQ khoảng 130 đến 135, nên kế hoạch giết người hàng loạt của gã cũng công phu vô cùng. Đầu tiên, Akbar thiết lập một doanh nghiệp nhỏ chuyên về cung cấp trò chơi điện tử dành cho thanh thiếu niên nhằm thu hút các nạn nhân trong giới hạn ưa thích của hắn. Sau đó hắn tạo ra một trò chơi tìm kho báu ảo. Những người tham gia trò chơi chỉ sử dụng nick ảo và kẻ thắng cuộc sẽ được đưa tới vòng riêng của gã theo chỉ dẫn trên trò chơi. Tại đây, nạn nhân bị hãm hiếp và giết hại. Khoảng 50 cậu bé đã bị Ekban giết hại theo cách này. Ekban cũng thường dùng học bổng như là cách để lôi kéo những mục tiêu mà gã chọn tới biệt thự của mình. Này hắn sẽ chuốc thuốc mê nạn nhân, hiếp và siết cổ nạn nhân cho tới chết. Một số trường hợp khác, Ekban bắt gặp trên đường phố là họ, thường là trẻ em vô gia cư hoặc giặt nhà có quá nhiều bằng chứng chống lại gã đã được cảnh sát thu thập. Các bản ghi chép được Aikpan lưu giữ trong căn hộ của hắn, liệt kê chi tiết quá trình tiếp cận mục tiêu, cách thức giết người và cả phi tàng thi thể. Phần khủng khiếp nhất trong câu chuyện đẫm máu của Aikpan chính là công đoạn phi tàng xác chết. Acid chlorhydric được gã sử dụng thường xuyên với mục đích ăn mòn thi thể nạn nhân, xóa dấu vết. Ngoài ra, hai thùng lớn chứa xác người đang bị phân hủy bởi axit đã được cảnh sát tìm thấy trong nhà kho của Akban như là bằng chứng đanh thép nhất để khẳng định tội ác khủng khiếp của hắn. Đầu tháng 12 năm 1999, Akban đã quyết định viết một lá thư gửi cho cảnh sát và vài tờ báo địa phương kể về tội ác của mình. Giống như nhiều kẻ giết người hàng loạt, Acban luôn lưu giữ các bản ghi chép chi tiết về tất cả những vụ giết người của hắn. Việc tự thú theo kiểu này của Acban không phải là tự phát mà được hắn tính toán từ trước, chính xác và lạnh lùng. Acban đã giết đủ 100 nạn nhân, đúng như lời hứa với chính mình và hắn không muốn tiếp tục nữa. Với Acban, cách tốt nhất để không phá bỏ lời hứa là công bố thành quả của mình. Sau nạn nhân thứ 100, hắn sẵn sàng để bị bắt nhưng muốn bắt được hắn để xét xử thì cảnh sát và các nhà chức trách cũng phải dụng công khám phá và điều tra chứ không có chuyện hắn tự ra mặt đầu thú. Thế nên trong lá thư gửi cảnh sát và báo chí địa phương, Ackban không để lộ danh tính. Những bản ghi chép về các nạn nhân, cách hắn thủ ác, ngày tháng và một phần địa điểm chính là dấu vết Ackban gợi ý cho đội điều tra. Một cuộc săn lùng kẻ sát nhân hàng loạt đã diễn ra ngay sau đó. 25 ngày sau lời tự thú, Ackban chính thức bị bắt. Tuy nhiên, đến khi bị hỏi cùng, Akban lại khẳng định mình vô tội. Akban khai rằng hắn chỉ tưởng tượng ra nội dung của bức thư, và đó với gã là một sự kết hợp giữa tuyên bố chính trị và nghệ thuật về tình trạng mất tích liên tiếp của trẻ em tại Pakistan mà thôi. Không phải tất cả những mục tiêu thiếu niên của Akban đều trở thành nạn nhân bị giết hại. Trong số những đứa trẻ vô gia cư sống vạ vật trên con đường ở Lahore, Akban tìm được ba chú nhóc mà hắn tự cảm thấy là có gì đó giống mình, khiến hắn có sự đồng cảm với họ. Sajid Ahmed, 17 tuổi, là đồng phạm số 1 của Aikban, chịu án tử hình. Hai thiếu niên khác, Maman Nadim, 15 tuổi, và Mamad Sabi, 13 tuổi, là những đồng phạm còn lại. Cả ba đều bị đưa ra xét xử vì tội giết 100 trẻ em nam cùng với Ekban. Nadim bị kết tội ở 13 vụ giết người, nhận bản án 14 năm cho mỗi vụ, tổng cộng là 182 năm tù. Sabi nhận tổng cộng 63 năm tù. Akban bị kết án tử hình giống như đồng phạm số 1 của hắn. Theo luật Sharia của đạo hồi ở Pakistan, thẩm phán trong vụ án đã phán quyết rằng Akban nên bị giết theo cách hắn đã đối xử với nạn nhân. Phán quyết nêu rõ, Akban sẽ bị xiết cổ tới chết và thi thể của hắn sẽ bị cắt thành 100 mảnh, mỗi mảnh đại diện cho một cậu bé mà hắn đã giết. Và sau đó, chúng được nhúng vào một thùng axit hydrochloric trước mặt cha mẹ, gia đình nạn nhân. Nhưng đây là định mệnh mà Iqbal không bao giờ phải đối mặt và trải qua. Không phải vì chính quyền Pakistan đã ngăn chặn cách tử hình vô cùng kinh dị theo phán quyết của tòa án, mà vì chính Iqbal đã tự tử trước. Ngày 8 tháng 10 năm 2001, Javed Iqbal và Sajid Ahmed đã cùng nhau tự sát trong phòng giam. Cho đến thời điểm hiện tại, cái chết của Iqbal và đồng phạm số 1 vẫn là chi tiết gây tranh cãi tại Pakistan. Có thực Iqbal và Ahmed đã tự sát hay là chúng đã bị giết hại bởi những tội phạm trong nhà giam, hoặc giả bị hành quyết bởi các nhân viên cai ngục. Không ai biết cả. Bởi giới chức và truyền thông Pakistan không hề đưa tin Iqbal đã chết như thế nào sau sự kiện này. Chỉ có một điều chắc chắn, Iqbal, kẻ giết người hàng loạt gây ám ảnh nhất lịch sử Pakistan, đã chết. Câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt với số nạn nhân ở con số 100 đã kết thúc. Nhưng mỗi khi nhắc lại, cái tên Javo Ibo, ai cũng phải băng hoàng và ám ảnh. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thích chương trình, quý vị cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video phát hành mới nhất. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!